mấy ngày đầu nhé. Ui giời, Nga Minh hả? Đang review vợt mà lại lên sóng này. Cháu review luôn ạ. Cháu review luôn. Xuống rồi. Ủa, từ thành phố đi xuống. Vâng. Này Gia Bình. Cháu review đâu? Ở đâu? Hưng Yên. Hưng Yên, ai chả? Cháu ở Cà Mau. Đổi luôn. Ôi trời ơi. Đổi luôn bây giờ. Đôi của tao 900 thôi nhá. Hơi cũ một tí. Bằng ngay đôi của mày. Được chưa? Cái gì đôi này? Đôi này 600, 650 đẹp hơn. Đổi luôn. Anh em thấy được không? Đàn gì không? Được của nó đấy. Bóc từ từ thôi, bóc cái đầu của nó. Chào các bạn nhé. Mình sẽ quấn cán bạn ấy. Hôm nay anh Hội chấn thương rồi đúng không? Hôm nay anh Hội bị căng cơ ở nhà. Chấn thương ở nhà ấy. Mình bị ốm các bạn ạ. Ốm với cái gì mố? Mày lại đi trên đất đấy nha, tao thu 20.000 đấy nhá. Nhưng mà chỉ sao mình không? Nào cuốn xuống. Rồi, cuốn đường chồng lên nhau. Này, như cuốn xuống có hai lớp chồng với nhau nó dày. Đấy, cuốn như này này. Nó chồng bấm bấm lên nhau thôi. Tiết chưa? Con tiết rồi. Ngon không? Được. Thôi đập vợt đi đánh pickleball đi. Không. Đánh pickleball đi, đánh cầu lông làm cái gì? Hả? Được luôn. Cuốn vải màu này đẹp đấy. Đôi gì đây? Trùng. Ô, dây vặn à? Vâng. Ui rồi, như vặn vặn nó xịn lên dây nhiều đúng không? Ui giời ơi. Con này là mấy? 2.7 á? 2.7. À chà. Rồi đế chú xem nào. Đẳng cấp đấy. Thằng này quánh Hải Dương, Nam Sách Hải Dương dân nhà giàu đấy nhỉ. Con này của cháu mà. Con này của 2.9 này. Dày 2.000.000 mấy? 2.7. Ui giời, đẳng cấp đấy. Mày gì thì lượn. À chà, hai anh em nhà này có giày đẹp quá nhỉ. Mình vừa check giá thì con này là 199k nhá. Giày Prowin. Phù hợp với trời có lông cho chú xem đế nào. Ngồi xuống xem đế. Đấy. Anh em mà nhích lên một tí, không mua giày Asia 150 thì mua cái đôi này được nhá. Cho trẻ con đánh, có cỡ từ 31, 30 hay sao ấy. Rất đẹp. Mà rẻ, 200 thì thoải mái. Lại có vật xịn. Mình sẽ tiếc cơ. Mấy bài pro. Ui, còn cuốn vải nữa cả. Cuốn vải. Mà đánh cho mấy quả đẹp đẹp vào. Đánh toàn trượt đây. Ôi trời ơi. Mình đánh quả. Bảo đập mạnh đi nhờ. Ui giời. Hội chưa đập phát nào. Ái giời. Đập vào tường thì mày chết. Ôi trời ơi. Xong. Ui giời ơi. Quả keo này tao còn dán cả bê tông đây này. Cái giày của mày đã là gì nhá? Cái này kéo chết cả trâu luôn. Ôi trời ơi. Chắc lắm. Giày của mày đã là gì? Bê tông tao còn dán được. Cái này hơi bị ngon nhá. 14.500 một tuyếp này nhá. Bảo đi. Các cô chú mua. Các cô chú mua đi nhá. Rẻ lắm. Mua chưa cả đến bác bỏ. Ngon lắm. Con Thảo đưa vào đây tao khai trương ngay cái quần cuốn cá này thì xem nào. Ok luôn, cho chú cho con. Mày cuốn cái gì? Cho con. Mày á, anh công chúa. Mày phải được 1.000 tim thì tao mới cho được. Đây các bạn đây, tim mình nhá. Mình lấy của ông hành cá riêng. Thả ra, cuốn cho mỗi tao một cái. Thôi con này thế thôi chứ. Không cuốn này. Không. Đây các bạn, vẫn phải thả tim cho tớ nhá. Ừ, nó không cuốn nhưng vẫn phải thả tim nhá. Bảo đúng không? Cuốn cá phải. Cần gì? Thôi, chúng mày thì tốt cho tao là. Lượn. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review vào Atrop 8S Tour. Con này 2.9 triệu. Rồi, vào luôn, nhá. Con Thảo đi dày vào. Mày. Úi giời, mạnh đấy. Cầm vật cho nó cẩn thận vào, lại búa rồi. Sửa lại vào đi. Bẻ tay ra. Dài à. Tiếp tục đánh mấy quả nữa đi. Chịu mày. À, kiểu khoe giày mới hả? Được đấy, ra gì đấy? Mét đấy. Ui giời, lùn quá rồi, phải tập cho nó vài năm nữa nó cao lên các bạn nhá. Sau này lớn 18 tuổi cao vào tầm 1.7 đi quánh quốc tế nó mới ra gì. Thảo nhá. Chứ bây giờ này hơi còi rồi. Mạnh lên mấy cái xem nào. Ui giời ơi. Không nổi một cái.
vận động viên thế này là không được rồi. Lại nào. Rồi. Quấy cơ bắp vào. Vụt trò nữa mày. Đủ các loại động tác luôn các bạn nhá, tập bổ trợ nhá. Thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20.